Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Podcast Thảo của mình ngày hôm nay. Trong video này thì mình muốn giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mà mình vừa mới mua, đó chính là một chiếc máy là hơi nước. Và chiếc máy là này thực sự nó khá là tiện dụng và cái hiệu quả nó đem lại cho việc là quần áo phẳng ấy nó cũng đạt đến mức tương đối. Chính vì vậy và vì cái sự tiện dụng của nó như thế nên mình muốn giới thiệu đến các bạn để các bạn có thể tham khảo và tìm mua cái máy là hơi nước này nhé. Nào, bây giờ thì mình sẽ cùng đến với những thông tin và thực hành thử máy hơi nước này xem như thế nào nhé. Chiếc máy là mà mình muốn nói đến với các bạn đó chính là chiếc máy là hơi nước cầm tay này. Đây ạ, đây chính là cái phần dây. Phần dây của nó cũng được khoảng tầm chắc là khoảng 1 mét hoặc hơn 1 mét một chút. Thì về thiết kế nó khá là nhỏ gọn và màu là màu hồng. Nó chỉ có một màu này thôi. Màu rất là xinh. Và phần này thì nó sẽ có hai cái đầu như thế này này. Phần đầu này thì nó có một cái chỗ mà nó ráp ráp này một chút, thì đối với những loại vải cứng ví dụ như là vải cuộn bò chẳng hạn thì mình sẽ dùng cái đầu này. Còn bình thường nếu như mà bạn là những cái áo mỏng, váy mỏng, van rồi vải đũi vân vân ấy thì các bạn sử dụng cái đầu này là các bạn đã có thể là được rồi. Đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số công dụng của bàn là hơi nước này nhá. Đây là bàn là hơi nước, nó rất là tiện và nhanh, không lích kích giống như bàn là truyền thống. Chỉ mất 1 đến 3 phút để có thể là xong một chiếc áo hoặc một chiếc quần, hoàn toàn không để lại vết bóng trên mặt vải, không lo bị cháy quần áo do nhiệt độ cao. Bình thường đối với những cái bàn là truyền thống ấy thì bạn sử dụng nếu như không để ý một chút thôi là các bạn sẽ có thể bị cháy và thậm chí sẽ gây ra những cái tai nạn khủng khiếp hơn nữa. Và là được trên tất cả các chất liệu. Phần thân máy thì được làm từ nhựa dẻo tinh chế, độ bền cao, chịu nhiệt tốt, đặc biệt phù hợp cho người bận rộn, người du lịch, người đi công tác bởi vì nó rất nhỏ gọn và nó có khả năng gấp gọn lại được. Đây, các bạn có thể gấp lại được. Đó, có thể gấp lại được. Nó rất là tiện cho các bạn nào mà thường xuyên phải di chuyển, đi du lịch và đi công tác. Cái chiều dài của nó khi mà chúng ta gấp lại nó chỉ khoảng 15cm. Nó chỉ nhỏ giống như kiểu bằng kích thước của một chiếc máy sấy thôi. Thế nên là rất là tiện dụng cho các bạn. Đặc biệt đó là công suất thì nó là 15.000W và dung tích nước là 130ml, nặng khoảng 1kg. Toàn bộ máy này nó nặng khoảng 1kg nên khi chúng ta cầm để là quần áo nó rất là tiện và không bị nặng hay là mỏi tay. Đây chính là cái cốc mà để chúng ta lấy nước. Một cái cốc này thì sẽ đầy cái phần đây, đây chính là phần để nước ạ. Muốn cho nước vào đây thì các bạn sẽ tháo ra. Ở trong này còn một chút nước hôm trước mình dùng ấy. Các bạn tháo ra nhá và chúng ta sẽ cho nước vào phần trên này này. Ở đây nó có một chỗ tháo ra. Đó. Bây giờ các bạn sẽ tháo ra như thế này. Đây chính là cái phần mà các bạn bỏ cái nút này ra và các bạn sẽ cho nước vào đây. Và cái ca vừa rồi ấy, nó sẽ vừa với cái bình này. Một ca đấy là đủ vừa trong một cái bình này trong một lần sử dụng. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là thử một chiếc quần áo để cho các bạn xem được tác dụng tuyệt vời của chiếc máy là hơi nước mini này nhé. Bây giờ thì mình sẽ dùng chiếc máy là hơi này để là thử xem là chiếc áo này nó có thẳng lại không các bạn nhé. Nào, bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu. Bạn sẽ ấn cái nút này này, ở đây nó có một cái nút thì các bạn sẽ ấn vào đây. Đó, nó sẽ ra như thế này. Mình đã lắp cái đầu thêm một đầu vần này nó hơi ráp ráp một tí thì nó sẽ tốt hơn cho cái việc làm thẳng quần áo. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đấy, các bạn nhìn ở phần bên này này. Phần bên này khá là nhăn đúng không? Còn phần này chính là phần mình làm rồi. Trước khi mà mình làm mình đã cho các bạn xem cái hình ảnh rồi. Nó rất là thẳng luôn mà cực kỳ nhanh và lại an toàn nữa, không lo bị cháy quần áo. Đó. Cực kỳ nhanh luôn. Tuyệt vời, các bạn nhìn này, phẳng lì luôn. Đây là phía mặt sau lưng nó hơi nhanh một chút này. Mình sẽ là luôn. Cũng phẳng luôn. Đây, các bạn so sánh giữa hai bên. Bên này cũng còn nhanh này. Bên này mình mới chỉ là vài đường thôi đã thẳng như này rồi. Tiếp nữa về giá thành
thì chiếc máy lọc hơi nước này nó thực sự không đắt. Có nơi thì mình thấy họ bán hơn 500.000, có nơi thì mình thấy họ bán hơn 300.000, và mình mua chiếc máy này ở một cái shop online là họ bán là 350.000, cả tiền ship nữa là 380.000. Và mình thấy rằng có những shop bán 500.000 ấy, khi mà order về thì nó cũng giống hệt cái này, và việc sử dụng cái tác dụng và hiệu quả ấy, nó cũng giống hệt như cái máy hơn 300 kia. Mình nghĩ có lẽ là do từng cửa hàng họ có những cái nơi nhập khác nhau và giá khác nhau nên nó mới có sự chênh lệch như vậy. Nhưng mà trong cái khoảng tầm giá từ hơn 300 ngàn đến 500 ngàn ấy, thì mình thấy rằng nó vẫn vừa tầm mình có thể mua được cho một chiếc máy lọc hơi nước tiện dụng như thế. Đó là một vài thông tin về chiếc máy lọc hơi nước mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Bởi vì mình thấy việc sử dụng nó rất dễ dàng, an toàn và lại phát huy được tác dụng tương đối tốt. Thế nên là mình nghĩ rằng nó sẽ là một lựa chọn phù hợp cho các bạn có thể dùng hàng ngày hoặc để đem đi du lịch vân vân. Và đặc biệt với những bạn nào hơi vụng về một chút thì lựa chọn em máy là hơi nước này là một cái quyết định thực sự đúng đắn và sáng suốt đấy. Mình có một lưu ý, đó là trong cái quá trình lá, các bạn không nên để tay vào cái phần hơi nước mà phả ra, bởi vì cái hơi nước phả ra đấy nhiệt độ rất là cao, có thể sẽ khiến bạn bị bỏng tay. Vừa nãy mình vô tình chạm phải thôi, nó đã đỏ hết cả cái đầu ngón tay lên rồi này, rất là rát. Video mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và nếu như yêu quý mình, các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Phó Cát Thảo để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt.